sao Cbiz tẽn tò vì ăn nói xà lơ, Angelababy suýt là ảnh hậu càn quét các giải thưởng lớn, hoa thần Vũ không yêu đương. Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít ngôi sao chẳng ngại mạnh miệng với truyền thông, thường có những phát ngôn gây xôn xao dư luận. Kết quả là sự thật lại khiến họ phải tẽn tò không thôi. Ví dụ như Hoa thần Vũ vừa nói tình yêu xa vời với mình thì lại có con gái với Trương Bích Thần, hay Angelababy tuyên bố thừa sức càn quét các lễ trao giải dựa vào diễn xuất. Ngoài họ còn có không ít những cái tên gây tranh luận vì ăn nói xả lơ. Mọi người cùng tìm hiểu nhé! Vũ Chính. Vũ Chính nổi tiếng là biên kịch, nhà sản xuất mát tay của màn ảnh xứ Trung. Anh là người đã giúp những cái tên như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu bước lên hàng sao hạng A của Hoa ngữ. Tuy nhiên, vị biên kịch này lại chẳng được lòng khán giả vì nét thích gây chuyện thị phi lại còn mê sao Y bản chính. Lần ồn ào nhất của Vũ Chính là cho ra mắt Cung Tỏa Liên Thành nhưng nội dung lại na ná tác phẩm Châm Hoa Mai của Quỳnh Dao. Khi khán giả tố cáo, Vũ Chính còn ngang nhiên thách thức vì không có ai kiện tôi mượn ý tưởng. Ai mà ngờ, Vũ Chính vừa buông lời thì Quỳnh Dao đâm đơn ra tòa. Kết quả là Cung Tỏa Liên Thành bị cấm sóng vĩnh viễn. Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương là đạo diễn đình đám của Hoa ngữ. Trong sự nghiệp của mình, ông đã cho ra mắt rất nhiều tác phẩm kinh điển như Động đất ở Đường Sơn, Thiên hạ vô tặc. Đặc biệt là Động đất ở Đường Sơn, tác phẩm này không chỉ được các nhà phê bình đánh giá cao mà còn xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé. Đó là lý do mà ông từng tự hào tuyên bố, tôi chính là quán quân phòng vé, chẳng ai có thể vượt mặt được, là Độc Cô Cầu Bại. Kết quả là không lâu sau đó, hàng loạt dự án mới khác như Mỹ Nhân Ngư, Chiến Lang 2, Xin Chào Lý Hoán Anh, Thám Tử Phố Tàu phần 2 và 3 lần lượt xô đổ kỷ lục doanh thu phòng vé của Phùng Tiểu Cương, thậm chí còn đẩy phim của ông ra khỏi top 10. Hoa thần Vũ. Hoa thần Vũ sinh ra trong gia đình giàu có lại có sự nghiệp âm nhạc rất suôn sẻ, vừa vào nghề đã là quán quân của một cuộc thi ca hát, sở hữu lượng fan khổng lồ. Ngoài phong cách âm nhạc độc đáo, Hoa thần Vũ còn được lòng công chúng nhờ hình tượng thẹn thùng, hướng nội và ngây thơ. Thậm chí, khi được hỏi tình yêu là gì, anh còn ra vẻ u buồn mà nói, từ này cách tôi rất xa. Ai mà đoán được, khi mà Hoa thần Vũ tuyên bố câu này, anh lại vướng vào tình tay ba với hai nàng ca sĩ đình đám là Đặng Tử Kỳ hay Trương Bích Thần. Không chỉ thế, cùng lúc đó Hoa thần Vũ còn có con với Trương Bích Thần dù rằng cả hai không kết hôn. Angelababy. Angelababy là mỹ nhân lai sở hữu nhan sắc thuộc top đầu Hoa ngữ. Nhờ vào đôi mắt to tròn cùng ngũ quan cân đối mà cô đã khiến nhiều chàng trai phải rơi vào lưới tình. Bản thân Angelababy cũng biết cách tận dụng ưu thế của mình để có được những màn khoe sắc lộng lẫy trên thảm đỏ. Nhan sắc vượt trội nên tài nguyên phim của cô cũng rất đáng nể, toàn được nhận những dự án khủng như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng. Đáng tiếc, tất cả phim mà Angelababy đóng chính đều vấp phải lời cay đắng của khán giả vì diễn xuất ý hẹn, chỉ biết trợn to mắt. Ấy vậy mà Angelababy vẫn tự tin tuyên bố, nếu thuận lợi, có lẽ giờ tôi đã càn quét các giải thưởng lớn. Đúng là nếu xếp hạng sự tự tin của sao Hoa ngữ, Angelababy mà xưng số 2 thì chẳng ai dám nhận đứng nhất.